Đây là đơn hàng của bạn Phương đặt ở bên shop, một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 405.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một hộp bút hologram trị giá 75.000. Một quyển sổ lò xo trị giá 18.000. Một chiếc vợt bút chì trị giá 15.000. Một tập giấy nhớ trị giá 10.000. 42 cây bút cute các loại. Bạn có tham gia mini game trên Facebook của shop và bạn cũng là người đã trúng giải đặc biệt của mini game. Đơn hàng của bạn bao gồm cả phần quà mini game là một chiếc hộp bút sữa, một chiếc bịt mắt, một chiếc vòng tay, một chiếc gương mini, một cây thước Toto, một tẩy chuối và một sổ lò xo. Một chiếc bút BTS. Với đơn hàng của bạn thì shop tặng cho bạn một chiếc gương mini và một cây bút kim tiêm. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Phương Linh. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn các bạn. Shop chào các bạn.